Chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10 tháng 2 năm 2020. Em lên lô mai mới. Ngày hôm nay em lên ngày 13 này, không biết nữa em bán được hay là không. Tại ngày mai là cái ngày các bà mẹ Việt Nam anh hùng đòi tặng quà đó, ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Các bà mẹ, các phụ nữ đôi khi cũng hơi khó. Rồi anh công an anh bắt một em tít 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 đang quay clip mà bắt. Vô đây mua mai luôn mấy anh ơi. Cây số 1, trước màn hình smart cajon của bà con cô bác đang đập vô mặt của bà con cô bác là một cây số 1 cộng chữ C. Đế thì quá dữ. Anh giao thông anh nhìn mình quá trời nhìn. Em đang livestream, em đang quay clip. Nhiều chuyện muốn ra coi quá. Hoành eo 24. Đó đây, đâu hoành chính xác của nó này có gian không ta? Ui, nó bậy quá. Hoành 24 rồi nha. Chiều cao của nó là 55. Cái này có mặt đế rất là đẹp. Đang quay clip nhìn mấy con ngang giao thông mắc cười quá. Đế thì bỏ điều bốn mặt. Đế nó như con ốc sên nha bà con. Cái này có thân lắc cộng chữ C. Cành có cái ok. Cái này nuôi sao? Nuôi một cái cành gớt ở đây. Cành ra đây. Nói chung là nguyên cái mâm vạt này đó. Ở đây cái nó có một mâm xuống đây. Đây có cành gớt xuống đây. Cái này cái đọc. Rồi hàng này hàng em vẫn bao bông hay bà con cô bác. Nhiều khi anh em cứ nói bao bông thiệt hay là không. Cam đoan bà con cô bác là bông đẹp. Bông rất là đẹp. Rồi hôm qua ủng hộ em nhiệt tình quá. Ngày hôm nay hy vọng là ngày 13. Em hy vọng bà con mua ủng hộ tiếp em. Thì nói chung ngày mai là ngày 14 tháng 2 rồi. Ngày lễ cái gì Valentino gì đó. Và các bà mẹ Việt Nam anh hùng đồ quà dữ lắm. Bởi vì mong các bà mẹ, mong các chị, các anh gì đó cho mấy ảnh mua mai em nha. Nói chung mai của em bán giá mềm mèo thôi. Không thôi chị mua mai luôn đi, không sao hết. Rồi cái này cái số 1. Cái số 1 giao lưu với bà con cô bác là 3,2 triệu. Giá rẻ rè luôn á. Đế của nó gì? Cái một tác phẩm đẹp. Quá trời đẹp luôn. Rồi nếu ai mến em nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Rồi giờ em lên cây số 2. Rồi sau một hồi nhiều chuyện công an bắt giao thông, tụi em tiếp tục lên cây số 2. Cây này có cây dáng quái cành phóng. Nó như cây bay cây đổ vậy đó, nhưng có cái nó phóng, nó có một cái đoạn co rất đẹp ha. Co nè, rất là đẹp. Quay vòng bà con coi. Nếu mà cây bông xấu à, em cũng không nói bông, nói nó cũng em cũng nói xấu để cho về nhà bà con ghép, ghép còn mau chơi hơn hơn để zin nữa. Đúng không? Tại vì bông đẹp quá, em nói bông đẹp thôi. Cây này là cây số 2. Cây số 2 có hoành 21 5 ly. Chiều phóng cành phóng của nó là 4 coi như 50. Ơi, lộn. Có 40 à. Cây này lên chậu 4 tấc hay bà con cô bác. Nói chung cây này nuôi sao? Cây này nuôi thì nói chung thì nó hơi khó. Mọc sum suê thì mình nuôi cũng được, nhưng có cái là mình nuôi sao cho nó nhìn nó có ra cái hồn một xíu. Chứ em thích cái mặt này mặt tiền lắm nha. Nè. Nuôi cái cành dựng đây nè. Dựng đây nè, đánh một cái cành đây, đánh một cái cành đây. Đó, còn đây mình đánh cái cành rơi ở đây. Nhẹ thôi, đừng qua đây quá. Qua đây quá nó che mất cái đường thân chính đột chủ bên này, đánh cái cành bên này. Nhẹ cành bên này ra tới đây thôi. Còn bên này múa theo nó. Ở đây. Đó, còn bên này vẫn múa theo đây. Đừng múa ra. Còn cái cành chỗ này nè. Bỏ cũng được, mà chơi cũng được. Chơi ở đây thì đừng bao giờ múa theo cái mặt bên này á. Múa hơi hơi theo cái đọt bên này thôi, để nó có một cái đoạn co nhìn cây mai, nó gọi là cây mai nó có chiều dài đó. Ô quên, có chiều sâu đó. Đó. Cái này nhìn ngoài đẹp lắm nha bà con. Trời, giá dễ chơi cũng chết luôn. Rồi, cái này cây số 2 bà con ơi. Cây số 2 em giao lưu với giá bà con bác là 2,7 triệu. Giá yêu thương quá bà con ơi. Rồi, em ba ship toàn quốc Việt Nam, bông bao đẹp. Có sao quá, em ship thì em xin nhẹ nhẹ bác, các bác vài chục ca bao ship nữa thôi. Còn ví dụ Bình Định, Quảng Ngãi này kia thì em vẫn bao ship toàn quốc Việt Nam. Qua anh kia bán cho anh Nam cho em thêm 100.000 nữa. Ra tới Hà Nội, Sóc Sơn gì đó. Rồi, giờ em lên cái số 3. Rồi, cái này cái số 3 bà con ơi, cái này có dáng trực lắc. Em nhìn 1, 2, 3, nó có 4 cái cò. Cái này cái quái nha bà con. Cái này ngày xưa nó đang còn non, xong cái ông chủ nhà ông chồng
nó lâu lớn quá, ông bực bội quá, ông cầm cái máy ông xắn. Ai dè nó không chết. Nó tạo ra nè, thiên nhiên nó tạo ra nè. Nó có đoạn con rất là đẹp. Thấy không? Đôi khi quảng cáo mai tới thì chết. Nói tầm bậy bạ luôn. Cái này nuôi sao? Cái này nuôi gì? Đây một cái cành. Đọt cái trên đầu chủ này hạ xuống. Bên này bà con chơi cái cành đây nè. Đó. Cái này mình theo gọi là theo cái dáng thế lả lơi đó. Nhìn quyến rũ ha. Đế thì rất đẹp. Nói chung hàng mini. Thì em nói bà con nghe. Đôi khi mà nó gọi là đế xuất sắc thì không có. Đế là nói chung đế đủ để chơi theo một cái cây mai trung bình. Hạng chung. Còn nói gì vấn đề xuất sắc đôi khi nó hơi khó. Trời, nó quên đó trời. Nói cho cố luôn quên đâu hoành. Rồi. Trời, nó gì đâu có dữ vậy. Cái hoành của nó chỗ này không 29. Chiều cao của nó 57. Cái này lên chỗ 4 tắc ha. Cái này có nhìn nó có chiều sâu lắm. Nó chiều cao 57, cái này nuôi lên chậu tròn mà theo 4 tắc hay chậu chữ tàu cũng đẹp nữa. Về nhà ai mà lên vài cây ha, lên chắc. Nó bà con nghe đôi khi trồng một cây á, mình nhìn nó sướng chỉ khoảng chừng chút xíu thôi. Còn mình trồng khoảng chừng 5-7 cây, mua từ từ chứ em không phải nói bà con mua dồn dập. Chứ đôi khi mình mua từ từ, mình ưng cây nào mình mua cái đó, về nhà mình trồng cái sáng ra hay ngủ dậy cái đi tưới cây. Không thèm đánh răng cửa miệng luôn, ra tưới cây nó sướng tê người luôn. Rồi xuống xong đi ăn sáng, tối tắm rửa xong quên cái vụ đánh răng cửa mặt luôn. Nói chứ mình trồng mai á, mình giải trí. Chơi là cây, chơi cây cảnh là chơi theo dạng chơi nghệ thuật. Mình không có nói đến được, đôi khi cây cối mà tiền nào của đó. Cây mà nói chứ nhiều giá trị của cây lắm. Rồi em nói nhiều quá, cây này em giao lưu với giá bà con cô bác là 2.9 triệu. Cây này cây số 3. Nếu ai ý cứ liên hệ em ha. Giá ngày hôm nay em nói thiệt bao sập sàn luôn đó. Ngày hôm qua thì em chốt trong tới em bán tới 8-9 giờ là em bán hết phô mai của em. Mình qua em lên 2 lít mai. Bà con ủng hộ nhiệt tình quá. Có một số anh em thì cái khả năng của anh em mua những cái cây mai mini thì hàng chung đó, thì nó thật sự ra cái lô này nó hàng chung lắm. Giá này giá rất vừa chơi. Còn nhiều anh em đòi hỏi ngày hôm qua em kia, trời ơi có anh trai kia nhắn tin em cái muốn hết hồn trời đất luôn. Nói chung không phải là gì, nhưng có cái anh ơi thì những cây mai thực sự ra nó 100-200 ngàn thì không bằng giá mua nữa. Bây giờ anh kêu có khi nào có cây mai nào giá khoảng chừng 500 ngàn quay đầu mà đẹp xuất sắc, thực sự hơi khó. Anh thông cảm giúp em. Rồi giờ em lên cây số 4. Rồi cây này cây số 4 bà con ơi. Cây này thì vô tình em đang làm cây thì con gió nó thổi ngang qua. Em để trên cái này nó bị mục, bây giờ em phải tán bỏ chỗ này. Vô tình tán cái gà cây đẹp mắt lắm nha bà con. Nói chung mặt thẹo trên độc chủ này không, mình không có sợ ha. Nói hồ cái quên đeo micro luôn rồi. Đế cây này thì gọi là xuất sắc. Xuất sắc theo cây. Quay vòng bà con coi nè. Nếu mình chơi cây á, em khuyên cáo bà con cô bác chọn cái mặt bên đang nhìn là mặt tiền, còn bên này là mặt hậu. Cái này nuôi sao? Cái này nó có mặt hậu gì thêm bà con về ghép hay hơn nha, chứ thực sự ra nó bông nó vẫn đẹp. Ghép đây đọt, nuôi ra đây. Hai con này vẫn lấy là làm độc chủ. Độc chủ này hơi cao nhưng mà để về nhà bà con cắt đây cái nè. Tại giờ đang lên hình nó đẹp nè, đúng không? Mình cắt đây nó thấp quá. Mình cắt đây cái để mình nuôi ghép ngay đang chỗ này, mình ra còn đây mình ghép đây ra đây ha. Là đủ cành 1, cành 2, cành 3, bên này vẫn là có cành phong ha. Đó, bên này thì mình không có chơi bên này mặt tiền, mình không có chơi cành bên này. Đó. Rất đẹp. Giá dễ chơi. Bao ship sập sàn. Mọi người ơi. Em bán riết câu chuyện Lê Dương mà Lê Dương bao lâm nhập em nữa chết luôn. Hoành 25. Chiều cao lên tới đây nó là 30-35. Nồi đế đẹp, cây này lên chậu 4 tắc lọt lòng, cực kỳ đẹp hay bà con. Về nhà ghép mau chơi bà con ơi. Rồi cây này em giao lưu giá bà con cô bác là 2.6 triệu. Cây số 4 2.6 triệu.
nếu ai ý cứ alo nhẹ em cái hàng Tài ơi, cái số đó bao em bao ship toàn quốc, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cây này cây số 5 bà con ơi, cây này cực kỳ quái luôn bà con. Đôi khi em cắt cây em không hiểu sao mà em cắt ra cái dáng thế như gì luôn cái trời. Thấy không? Cực kỳ quái luôn. Cái cây hồi nãy em quảng cáo là ông chồng ổng ra, ổng bực bội quá, ổng ra ổng dặn cái. Còn cây này á, tự nhiên cái bà vợ bà thấy ông chồng ra dặn cái, bà này bà ra, bà cầm tay bà xoắn cái nó cái cành. Cái này cực kỳ quái luôn ha. Nói vui thôi chứ tại vì em nói bà con nghe, ở ngoài bình thường nói chuyện tỉnh lắm. Vô clip thì hoành này hoành 22 à, vô clip thì đôi khi em nói bà con chứ không lẽ mình cứ vô mình nói cái này tôi giao luôn giá gì giá gì. Mình phải có một cái điểm nhấn nào đó để cho bà con nhìn thằng này. Chẳng hạn như xàm xàm vui vui bà con này nó vui vui tính đó. Cũng được cái khen. Tự nhiên rồi mấy clip kia mấy ông kia vô thằng này nó manh mát. Cũng được cái bình luận đúng không? Bình luận để có cái tương tác trong cái bài của em càng ngày càng nhiều người xem. Đừng chửi em được rồi, chửi em tội em lắm. Cái này nuôi sao? Cái này nói chung với cái đọt chủ là không chơi ở đây. Cái này mình đánh một cái cành gớt ở đây nè ha. Đánh một cái cành phong bên này nè. Đây chứ gọi là cái đọt chủ múa. Múa ra, múa một cái cành đây, múa sao cho nó ra hơi hơi đây chút xíu nữa. Hơi hơi đây thôi. Dựng lên đây cái ha. Múa đây cái nè, mình dựng đây cái nè, đọt chủ mình lên đây. Bên này có một cái cành mâm mà. Nói thì nó hay dữ lắm mà không biết em nuôi thì sao ha. Rồi cây này, ủa tôi đâu hoành cho ta? Chưa đâu hoành. Hoành chưa đâu hoành nội ơi, hoành 22. Chiều cành phóng của nó là 40. Cây này lên chậu 4 tắc luôn. Cây này em giao lưu giá bà con cô bác. Cây này là cây số 1, 2, 3, 4, 5. Cây số 5, cây số 5 giao lưu giá bà con cô bác là 2,6 triệu. Quay vòng lại cho bà con coi nè. Cây này nhìn ngoài có duyên lắm. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Bởi vậy đôi khi mình nhìn cái phôi lạc lõng về mình lên chậu cây mai rất là đẹp. Khuyến cáo bà con ha, trồng cây mai nó nâng cao xíu. Hả mà trồng mặt trồng ha là cây nó cao cỡ gì nè. Để về sau mình xả xuống cái mình chơi thành phẩm nhìn cây nó rất là nâng cây. Còn đôi khi mình chơi chìm quá mình người ta mình cái cảm giác của mình nhìn cây nó không nhìn hết được cái đoạn đẹp của nó. Đúng không? Chứ đôi khi trồng cạn quá mất giá trị cây mai. Rồi chào bà con, giờ em lên cây số 6. Rồi cây này cây số 6 bà con ơi. Cây này cây có dáng chực lắc cộng chữ C. Cây này nhìn ngoài rất là duyên dáng ha. Em nói bà con nghe. Thì những cái dàn mai của em thì nghiêng về lối bonsai. Lối bonsai thì cái giá trị của những cái cây mai em bán á, thì trước giờ á như tầm về tầm khoảng chừng 3-4 triệu cây, 5 triệu mấy cây là cao dữ lắm rồi. Đôi khi anh em đòi hỏi em có những hàng bự thì giá thành nó lại khác. Bởi vì đôi khi em mua những dàn chung này túi tiền rất là dễ cho mọi người đều muốn mua được. Chứ như giống như em lên mạng em báo giá để cho khách hàng cảm thấy mua được người ta mua, đúng không? Chứ mình đâu khi mình đưa ra ví dụ cây mai giá trị 5 triệu đi, kiều 8 triệu để không lẽ đợi chờ người ta trả giá, người ta nghe một cái người ta chạy luôn á, đúng không? Bây giờ em cứ báo giá sao là giá đúng giá trị của cây mai, hợp tình hợp lệ. Đó, trước màn hình smart cao phone 2, phone 6, phone 5 Samsung gì đó của bà con cô bác là một cây mai có dáng thế trực lắc cộng chữ C, chân cành bỏ đều, đóng thoát thân lên tầm khoảng chừng chưa được 2 tấc, nếu mà nghe trang mặt đế tầm khoảng tấc 2. Cây này nhìn ngoài rất đẹp, đang lên xù, hoành ngang đây của nó chỉ có 23 thôi, số 23 không đẹp, em lấy số 23 2 ly. Chiều cao của nó là 60. Cây này vẫn lên chậu 4 tấc nha bà con. Cây này nhìn ngoài rất là đẹp luôn. Cây này nuôi sao? Cây trực thì rất là dễ nuôi rồi đó. Bởi vậy em cũng diễn tả nè, đây cành, bên này một cành, bên này một cành, dựng cái đọt lên, còn bên này là mặt tiền ha. Em lý do em hay chọn mặt tiền gì, lý do là sao? Tại vì bên này nó có một cái co nhìn bên này nó có chiều sâu hơn nè. Còn nếu mà mình mặt tiền mà mình chọn cái mặt bên này nó dơ cứ cù chỏ ra không ai chọn hết đó. Bởi vì em chọn cái mặt bên này mặt tiền đó, còn mỗi người muốn ý chọn sao chọn, em này em nói theo cái cây mai của em thôi. Rồi cây này là cây số 6. Cây số 6 giao lưu giá bà con cô bác là 3,2 triệu.
giá rất là dễ chơi đó. Rồi ai ý cứ liên hệ em nha, nãy giờ quên nói số điện thoại là 0912256200, bãi của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Zalo số điện thoại là luôn, Facebook tên Tài Lê. Nếu ai đi dịp về Kiên Giang mình đẹp lắm, là quê hương của em, thì ghé thăm em. Em ngủ tại ở ngay chân đầu cầu kinh 7, huyện Tân Hiệp, ngay chân đầu cầu luôn. Tới ngay chân đầu cầu kinh 7 cứ hỏi cu Tài em là chẳng ai biết đâu. Cứ hỏi tới ngay chân đó rồi gọi alo em là được. Rồi chào bà con, dùm lên cây số 7. Dạ rồi, trước màn hình nhỏ của bà con cô bác là cây mai này, là cây mai số 7. Cây mai này có dáng thế cây thân trực lắc, đế thì rất đẹp ha bà con. Cây này đang lên sù rất đẹp luôn, sù nguyên cái dàn chân của nó lên tới cái mình của nó rồi, còn lên từ cái dòng ngực dòng ba trở lên thì nó chưa lên sù, chỉ nhóm thôi, nó chỉ sù dòng một ở quên dòng dưới này dòng ba lên tới dòng ngực dòng cổ chưa có sù. Cây này cắt lùn lại rất đẹp ha bà con, đây nè. Nhưng để vậy đi, ai muốn cắt sao cắt. Rồi giờ báo thông số. Hoành 24, chiều cao của nó là 64. Còn nếu mà em tả ngay trang đoạn cắt của em á, thì ngay trang chỗ này tầm khoảng chỉ có 50 thôi. Thủ đế nó rất bự nha bà con, giá hợp tình hợp lệ nữa. Cây số 7, bà con ơi, xù mà giá như thế này rất là ok bà con. Cây mai này giá 2,7 triệu. Cây số 7 là 2,7 triệu, giá bao sập sàn luôn. Đôi khi bà con cô bác cầm mua số tiền 2,7 triệu không có cây sù nào được như vậy đâu. Em quay lại nè. Rồi nếu ai ý cứ liên hệ em nha, số điện thoại 0912256200. Nếu ai thấy cái clip này hay á, clip này có hữu ích á, thì cho em một cái đăng ký ha. Rồi giờ em lên cây số 8. Cây này cây số 8 bà con cô bác ơi, cây này là sù chính gốc là 100% luôn nha bà con cô bác. Sù 100% luôn. Sù thân còn rễ của nó thì đang sù, có một chỗ thì nó đang nhóm thôi, còn cái phần bên này nè, nó bà con cô bác nghe. Nó 100% hơi quá, 90%, sù chảy luôn mới ghê. Cây này nuôi sao? Rất dễ nuôi. Cây này hồi nãy nó cao 1 mét, em tán bỏ gì đó. Nuôi cành đây, lả lơi ha. Đánh mình đánh một cái cành lả lơi chứ đâu kia thẳng quá không được, lả lơi chút xíu. Đây bên này một cái cành, bên này một cái cành ngắn hơn cành này, dựng cái đọt lên trên. Cây này ghép chơi mau nhanh. Mặt tiền nằm đâu ta? Mặt tiền nằm bên này đi, đẹp hơn. Sù, sù bóng đẹp. Mà em để trước giờ không biết bà con chơi sao ha, còn sù trước giờ em thấy cây nào bóng nó cũng đẹp hết chứ. Hoành 23, chiều cao của nó là 30, cực kỳ đẹp. Anh lên hình đẹp không khó đâu mẹ, đẹp không? Tôi đẹp không? Tôi đẹp trai luôn trời, chết mẹ chữ thề nữa. Cắt giùm em khúc này nha. Rồi cái này tôi đâu bệnh chưa? Chưa đâu hả? Ở đâu gộn nữa. Cây mai này là cây mai số 8. Cây mai này em giao lưu với giá bà con cô bác á, là 2,9 triệu. Nếu mà ý cứ liên hệ em nha, nãy giờ em có nói cái gì sai đó thì bà con cô bác bỏ qua em nha, đó là một phút ngẫu hứng của em thôi. Rồi giờ em lên cây số 9. Rồi cái này cây số 9 bà con cô bác ơi, cái này nó quái gì đâu mà nó quái dữ trời. Bật mí bà con cô bác ha, hồi cây số 10 nó còn quái hơn nữa. Nhưng mà cái này cái chật, còn cái kia nó đổ mà nó quái. Em đang nhìn nó luôn, còn mày chết mẹ tao. Rồi mặt nào đẹp đó, để mặt này đi. Bà con đừng lo nha, dịch cúm về nha, vô em mình chết. Mặt 20, chiều cao là 45. Cái này lên chậu 4 tấc luôn ha, ở đâu? Cái này khuyến cáo bà con cô bác ha, nếu mà anh em kinh nghiệm chơi giữ thì em kiếm cái chậu nào hơn 3 tấc chút. Cái này lên gom cây rất đẹp, gắn kiếm chậu nào hơn 3 tấc chút có ha, đừng nói là không có, thật sự ra là có. Thường thường người ta có chậu 3, 4, 6, 8 mét, mét 2. Còn những cái chậu cổ ngày xưa nó có này, có chậu 3 mấy. Cái này nhìn ngoài rất là duyên dáng luôn.
chết mẹ nãy giờ quên đeo clip. Hôm nay làm nhiều cây bà con thông cảm giúp em nha. Đó chứ cây này nếu nuôi thì mình nuôi cũng theo dáng chật thôi, nhưng mà có cái nhìn nó quái cây, lên chậu mình lên chậu khoảng chừng 3 ngoài đẹp cây lắm. Chứ bà con chơi mai thì cũng biết rồi, ghép là mau chơi, nhưng mà có cái biết sao không? Nhìn em không ưng ghép mấy, không biết sao, sợ nó chết cành cái mất giá trị cây mai mình nuôi lại từ đầu nữa. Đó rồi cái này cái số số 9 em giao lưu giá bà con cô bác đó là 2.600.000. Rồi giờ em lên cây số 10. Rồi cái này là cây số 10 bà con ơi. Cây này nó quái, phải nói nó quái cực kỳ quái luôn. Bản thân em đã quái thì nó còn quái hơn em nữa. Ngày hôm nay em phải bái phục, em chịu thua cây mai này. Quá trời quái, đổ mà cái con nó quá trời đẹp. Cây này vô thế nghệ thật các bà con. Đổ chính gốc rồi mình về nhà mình trồng vậy cũng được nữa nè. Nè, trồng vậy cũng được nữa nè. Mà dàn chứng bên này nó hơi tệ. Nè, em quay nè, trồng gì cũng được nữa nè. Nhưng kệ gì đi, để gì cho nó chắc bầu đất. Cốt cành có sẵn luôn. Về nhà nè, cốt cành nè, cành ngọn nè. Bỏ cái này mà chơi này nè, bố xuống. Bên này dựng cái không này, cái này đọt chủ lên tới đây nè. Đánh một cái cành ra đây. Bên này lãm đuôi ra đây. Kỳ đẹp luôn. Đôi khi mình nhìn cái phôi vậy chứ mình lên thành phẩm cái này rất đẹp. Hàng bông đẹp á bà con. Cái này nó đang sụ luôn. Em đo hoành cho bà con coi. Hoành 23. Hiện tại cái chiều cành phóng của nó không là đã 50 rồi. Mình nuôi cây này ra 3-4 tắc nữa cũng được nữa. Là cây này rất là vừa chơi. Rồi cây này là cây số 10. Em giao lưu giá bà con cô bác là 3.600.000. Cây số 10 3.600.000. Rồi nếu ai ý cứ liên hệ em nha. Rồi em cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi 10 clip phô mai của em trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2020. Em hy vọng ngày hôm nay em sẽ bán được nhanh hết giống như ngày hôm qua. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong clip ngày hôm qua.